Em với 5 căn nhà này thì có 2 căn ở ngoài là đường ngõ ô tô đi qua thông thoáng, và với cái vị trí này thì tô đỗ gần như là ngay cạnh nhà với hướng nhà này là hướng Tây Bắc quý vị ạ. 2 căn mặt ngoài này thiết kế và hoàn thiện gần như là đã xong hết. Theo như hiện trạng quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao ngay trong ngày sang tên luôn. Và với cái căn nhà này, lô góc hai mặt thoáng thì thiết kế như thế nào ạ? Với diện tích 30 m², thiết kế thực tế là 4,5 tầng quý vị nhé. Và với cái thiết kế này, toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà thiết kế ở đây là lát gạch, mọi người, là ốp gạch. Và với cửa chính thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái căn này thì ưu điểm nó là lô góc, cho nên bên trong này, cái phần trong này quý vị có thể để xe. Lô góc hai mặt thoáng cho nên cửa sổ mở thông tứ phía. Vị trí ngôi nhà này thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với giá chào bán hiện tại của căn nhà là 2 tỷ 500 triệu đồng. Và căn bên trong kia, 3 căn bên trong thì có giá là 2 tỷ mọi người nhé. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể căn nhà này ra sao. Với vị trí đi lại rất là thuận tiện, gần với trục đường quốc lộ 6, gần với bến xe Yên Nghĩa, gần với trường đại học thể dục thể thao, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Trương Mỹ, theo cái trục đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân kéo dài rất là hợp lý. Tất cả những dự án Ngọc Ánh quay, review và đưa lên cho quý vị xem, toàn bộ đều là pháp lý chuẩn chỉnh, sổ đỏ chuẩn chỉnh. Và với cái thiết kế căn nhà thì review cũng chuẩn chỉnh cho quý vị đường, hướng, giá, vị trí mọi người nhé. Với cái căn nhà này ấy, thì đây là cái phần tầng 1 của ngôi nhà. Toàn bộ phần tầng 1 đều đã được hoàn thiện xong hết. Gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá. Ngọc Ánh đang đứng ở đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà, với không gian phòng khách khá là thoáng mọi người ạ. Phần cửa thì ngoài cửa chính còn thiết kế cửa sổ phụ, và đồng thời với căn nhà này thì có thiết kế cửa sổ ở lô ở phần góc mọi người ạ. Hướng ra phía mặt ngõ rất là thoáng. Căn nhà này cũng rất là mát quý vị nhé, với cái phần hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị xong xuôi. Theo như hiện trạng của ngôi nhà này, quý vị chỉ việc xách vali về và ở ngay. Từ vị trí nhà này đi lên tới trung tâm Hà Nội, nó phạm vi bán kính khoảng tầm 17 km, lên tới trung tâm của Hà Đông nó khoảng tầm 7 km, cho nên quý vị có thể căn cái quãng đường đi quan cái Google Map để quý vị có thể cân đo đong đếm cái quãng đường đi xem là có phù hợp với lại gia đình mình hay không, tầm tài chính của mình hay không. Xung quanh vị trí ngôi nhà này thì tiện ích dân sinh cho quý vị hoàn toàn rất là đầy đủ. Mời theo em và khám phá đây là cái phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với cái không gian phòng bếp thiết kế nhỏ gọn, hợp lý, đáp ứng công năng sử dụng cho quý vị đầy đủ. Với cái phần tủ bếp thiết kế ở đây là tủ gỗ MDF chống cong vênh, xung quanh thì là ốp đá và mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Đấy, theo đúng như hiện trạng, dọn đồ về và ở được ngay. Chậu rửa, vòi rửa chất liệu inox 304. Với thiết kế của ngôi nhà này không quá xuất sắc, tuy nhiên về cái phần công năng thì khá là ổn mọi người nhé. Với cái phần tầng 1, ngoài phòng khách, phòng bếp thì còn thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh nhỏ đáp ứng sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống cổ trụ, tay vịn cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Như vậy Ngọc Ánh đã review cho quý vị đường, hướng, giá, vị trí của nó rồi. Mời cùng theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và thưa quý vị, với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Thiết kế cho mình một phòng ngủ rất là rộng, đáp ứng công năng cho một hộ gia đình sử dụng toàn bộ ở phía phần tầng 2. Cửa sổ thông thoáng trước và sau, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm đầy đủ. Với cái căn phòng này rất là rộng mọi người nhé. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ hết rồi. Quý vị đang theo dõi cũng như là cập nhật những cái video của Ngọc Ánh đăng lên thì quý vị vui lòng xem hết video từ đầu tới cuối giúp em để xem thông tin chi tiết thông số, cũng như thiết kế các tầng ra làm sao, phòng ngủ như thế nào, phòng vệ sinh thiết kế ở đâu. Bởi vì cũng có một số khách hàng thường xuyên hỏi là ơ cái căn nhà này mấy phòng vệ sinh, căn nhà này mấy phòng ngủ, mấy phòng gì đó. Nói chung là mọi người cố gắng bớt một chút thời gian của mình ra thì mọi người có đầy đủ đáp án, câu trả lời của mình, cái câu hỏi của mình ở trong cái video Ngọc Ánh quay lên mọi người nhé. Đó. Với cái phần tầng 2 này, ngoài một phòng ngủ rộng thì thiết kế cho mình một phòng vệ sinh rất là rộng nữa ở phía bên ngoài. Đây là phòng vệ sinh ở phía bên ngoài sử dụng cho phòng tầng 2, đầy đủ công năng sử dụng thiết bị vệ sinh cho một căn phòng mọi người nhé. Đây, xem vòi, thiết bị, lavabo, gương tắm. Và trên tầng 3, tầng 4 thiết kế ra sao? Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Với phần tầng 3 thiết kế một tầng chia hai phòng, khác hơn một chút so với tầng 2 quý vị nhé. Đấy, đây là phần phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài. Xung quanh dân cư đông đúc, hàng xóm cực kỳ là thân thiện, vị trí đi lại cực kỳ là thuận tiện, xe ô tô đi qua ngõ thông mọi người nhé. Tất cả cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây là cái phần phòng ngủ ở phía bên trong tầng 3 cho quý vị. Đó. Với cái phần tầng 3 thiết kế hai phòng ngủ thì cái diện tích phòng ngủ nó có nhỏ hơn một chút so với tầng 2 mọi người ạ. Tuy nhiên nếu như quý vị thiết kế phù hợp với lại hộ gia đình, ví dụ như tầng 1 là phòng chung của gia đình, tầng 3 thì thiết kế là hai phòng riêng cho các con thì nó rất là ok, rất là hợp lý. Và đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở tầng 3. Như vậy đây trên phía tầng 3 là đã có 3 phòng ngủ riêng rồi quý vị nhé. Đó. Thiết bị vệ sinh với cái phòng này thì chủ nhà ốp gạch lên trên tới tận trần cho mình, rất là sạch sẽ, hệ thống quạt hút mùi, cửa sổ thông gió. Đó, đáp ứng đầy đủ tiêu chí cho quý vị sử dụng với diện tích nhỏ, tuy nhiên công năng sử dụng không hề nhỏ. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng 4 của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 thiết kế tương tự như tầng 3. Như vậy lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà này có 4 phòng, 5 phòng riêng biệt mọi người ạ. 5 phòng riêng biệt quý vị có thể sử dụng thỏa thích những cái mà mọi người có thể chia phòng riêng cho các con này, hoặc là 3 thế hệ gia đình ở chung trong cái căn nhà này cũng khá là hợp lý. Đấy. Phòng ốc riêng biệt, vị trí của nó là thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giá chào bán 2 tỷ 500 triệu đồng. Ngoài ra với 3 căn bên trong thì giá có phần rẻ hơn một chút. Giá 3 căn bên trong với giá là 2 tỷ đồng mọi người nhé, 2 tỷ tròn mọi người ạ. Và mời theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nha. Với những người yêu thích hoa, yêu thích trồng cây thì không thể bỏ lỡ video này của Ngọc Ánh đâu ạ. Bởi vì sao? Trên đây thiết kế cho quý vị wow, một cái sân cực kỳ là rộng, quý vị có thể trồng cây, trồng hoa lan, hoa hồng rất là hợp lý. Đây, một cái sân phơi siêu rộng, cho nên tại vì sao Ngọc Ánh gọi là 4 tầng rưỡi mà không gọi là 5 tầng quý vị nhé. Đó, ở trên này thì chỉ thiết kế như thế này thôi, review chuẩn chỉnh cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà. Và thiết kế công năng sử dụng rất là hợp lý. Đây là cái mái chống nóng, cho nên ví dụ ở dưới tầng 4 là không hề bị nóng một chút nào. Đây là cũng là cái toàn bộ sân phơi của ngôi nhà quý vị ạ. Và quý vị có thể xem xung quanh. Với cái vị trí căn nhà này thì dân cư rất là đông đúc, và ở đây thì yên tĩnh cũng như không khí rất chi là trong lành mọi người nhé. Với một cái căn nhà giá 2 tỷ rưỡi, đường thông, ngõ rộng, ô tô 7 chỗ, ô tô 2,5 tấn, xe tải có thể đi qua được. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.